mà bây giờ rồi này. Đóng họ đóng hàng bây giờ từ trước giờ lấy rút trước bây giờ về bây giờ đến lượt mình không giả này ừ. Không đóng này. Thế bây đấy bây giờ bà như à? Bà nhà ở đây. À. Hôm nay em đến chị. Thế chị em mình từ trước giờ chơi họ chơi hàng thì chị đều rút trước. Chị xin rút cái chân trước mà đến bây giờ đến chân của người ta sao chị không đóng? Khổ lắm, tôi chưa có tiền. Đấy, cũng muốn là bà nghĩ là đến ngày hôm nay là đóng tiền họ rồi nhưng mà hôm nay là bí lắm chưa có. Đây là chị xem 20 người mà người ta đóng hết rồi mà bây giờ chị chưa đóng. Bây giờ đến chân người ta rút rồi mà bây giờ chị không đóng tiền thì bây giờ lấy tiền đâu ra mà giờ nhà đâu ra tiền. Tiền mà đâu không có. Đang tiền chờ đồng có đồng không có thì tốt nhất là không chơi họ nữa. Mà đừng rút trước nữa. Con người ta con tôi gửi về rồi là tôi đóng sau tí. Biết bao giờ gửi về? 2 tháng rồi bây giờ trễ 2 tháng rồi thì đâu có phải trễ là 1 tháng đâu. Rồi. Bây giờ lên đến tháng vừa rồi cũng cất rồi bây giờ qua đến tháng này cũng cất nữa. Cất nữa thì mình không biết là bây giờ thế nào. Thật bây giờ như nào? Bây giờ đóng họ bây giờ người ta rút xong. Đáng nhà chị rút xong. Nhưng mà chị cứ tranh rút trước đến bây giờ rút sau. Còn cái người người ta lĩnh họ bây giờ. Tôi giờ tôi cũng không có đồng nào. Giết chết thì bây giờ lĩnh một lần hàng trăm triệu về mua sắm gia đình trang điểm mọi người đến bây giờ giết chết tôi ở nhà trông chị cháu nói là nói cái kiểu gì hàm hồ kiểu gì đấy ở nhà trông cháu này một đồng không có đấy gì ra bây giờ nữa để vấn đề cháu. Bây giờ vấn là bây giờ là như giờ nào chị chốt lại bao giờ chị đóng họ mà chốt lại luôn nào bây giờ ba còn đóng họ để cho tháng sau người ta còn rút nữa sẽ là xin tôi không nói là tôi bây giờ chân họ của mình thì rút rồi còn chân họ của người ta bây giờ mà phải đóng phải giảm người ta chứ bây giờ thì không đóng không giảm người ta thì bây giờ là chạy bữa chê mấy tháng thì bây giờ tính chạy bữa à 2 tháng rồi 2 chân rồi bây giờ bà ý kiến như nào bầm lên đi rồi đấy tôi tốn này tôi điện cho con tôi không biết là mầm bao nhiêu như thế nào nhưng mà đến chân của chị phải đóng chị rút trước rồi bây giờ chị phải lo cho người ta để giảm người ta để người ta còn lĩnh là tôi không có còn gì tôi thế không làm gì bây giờ bà nói như thế bà nghe được à? Nói thế là bà ngang à? Bà chạy bữa à? Bà ngang, bà tính ngang chạy bữa à? Bà lấy về, bà sắm sửa vào, bà trang điểm, bà mua vàng, mua bạc vào, bà đeo đầy người. Đến bây giờ bà chạy bữa à? Bà đeo, bà, bây giờ ăn rồi. Chơi nhảy múa bết nhà nha. Nhỏ nhẹ thì cô này còn sưng cò lên. Sưng cò nhưng mà giờ 2 tháng này cái rồi. Vấn đề là bây giờ người ta cầm chân rồi. Mà bây giờ là bây giờ bà không đóng vào cho người ta bây giờ lấy đâu tiền người ta lấy đâu tiền để mà bù vào ai bù với khoản cho bà ai bù vào được chồng cháu này chồng cháu xin con xin cái và đóng vào cái gì mà đóng xin con xin cái về tiền đóng. Thì cả hàng trăm triệu chứ có ít đâu hàng trăm triệu giờ lấy một cục bây giờ giải rác ra hàng tháng vài triệu vào mà không đóng được bây giờ hết lần này đến lần kia 2 tháng rồi mấy tháng rồi bây giờ 2 tháng rồi 2 tháng rồi ai bù cho 2 cái chân đấy vào thế bây giờ cô có cứ bù đi tôi không có nữa bây giờ tiền đâu mà bù bà cứ làm như người ta ngân hàng không bằng ấy tôi không có tôi giả lãi lờ tôi không biết bây giờ lấy cục thì bây giờ lấy cả cục xong là đóng thì bây giờ tiền thì không chịu đóng vào không chịu đóng vào bây giờ ai là người như thế lần sau ai cho bà ai dám cho bà chơi nữa bây giờ tôi khó khăn rồi lúc thì hăng hái chơi thế xong lúc còn chị rút trước về mua sắm gia đình này vàng đeo lủng lỉnh này ăn chơi phè phớn này mua xe cho con xe lọ xe kia kìa đến bây giờ thì đến tháng không giảm người ta con cái thì mua xe cho nó mua xe xem mua xe bình thường thôi mua cái xe bình thường mua cả SH tối hôm nay tôi điện tôi xin các cháu rồi là tôi mai có rồi tôi điện sang đấy bà hiện như thế nào bà có lũi nói chuẩn hay không bà nói chuẩn hay không hai tháng rồi tối hôm nay tôi xin rồi nào mai rồi tôi lời nói của bà giờ tôi không tin được tin làm sao được tin làm sao được tôi điện cho cô sang đấy mỗi lần qua là có khi là có lần qua được khóa cửa đóng cửa hôm nào ra thì cũng đóng cửa vào cũng đóng cửa xong rồi gọi điện thì bất liên lạc thế làm ăn như bà thì trẻ danh à trẻ danh quá trẻ danh quá trẻ danh à ở nhà bé cháu một đồng không có điện một đồng không có bây giờ bé cháu phải bảo con cái là mẹ chơi cái bát họ này là bỏ 100 triệu đấy rồi mẹ mua sắm cái đồ kia bây giờ các con phải thu xếp cho mẹ đúng rồi đó điện thoại thì hỏng khổ lắm không có tiền chữa bây giờ thế tối nó không về à thời bây giờ bà bây giờ bà rút con cả nó bé này, bà rút tôi bà, cục lại bà rút cả cục cả hàng trăm triệu là bây giờ bà bảo cho điện thoại bà hư trời phè phớn xong đến bây giờ đến tháng không đóng 2 tháng này rồi ai ứng cho bà giờ ai mà ứng được giờ tôi không có tiền nữa tôi ứng cho bà đâu bà muốn làm gì thì làm trong vòng tối nay bà phải đóng tiền luôn 220 triệu thì cô cứ về đi rồi là tối nay tôi gọi điện được thì là
Tôi biết lần này đến lần khác rồi. Tôi xin được rồi. Nếu như mà không thì bây giờ bắt buộc phải gọi điện lên cho con cái nhà bà ấy. Bà ký vào đây. Trong ngày hôm nay là bà phải rõ ràng tiền nong rồi. Để mai đóng tiền để tôi không có tiền nhiều với bà đâu. Làm gì mà phải ký với khách? Bà phải ký vào đây. Hai tháng trước rồi bà cứ hẹn đây hẹn mai đến bây giờ bà phải ký vào đây. Ký vào cho chắc ăn. Ký vào cho chắc ăn. Nhá. Bây giờ tiền có đồng cá với con bây giờ. Hai tháng nay rồi tôi đều uống ra đến bây giờ tôi uống nữa tôi tiền đâu ra tôi uống cho bà. Hôm nay là ngày bao nhiêu ngày 17 là tôi đóng. Bà ghi vào ký vào đây. Không phải ký cái gì cả. Bây giờ ngày mai bây giờ như nào mà trả tiền người ta thì bây giờ bà phải ghi rõ thì tối nay bà ghi rõ ngày tháng ở đây. Bà lĩnh 100 triệu trước rồi. Đến bây giờ bà mua sắm cái đó cái kia rồi bây giờ 2 tháng nay bà không đóng. Tôi ứng ra cho bà rồi mà bây giờ bà cứ chơi bữa. Đúng rồi. Có tiếng gì? Chơi họ chơi hàng. Bây giờ để cho chị chơi họ. Giờ lĩnh hàng trăm triệu để chị rút trước. Đến bây giờ đến tháng 2 tháng nay rồi hai chân mà không đóng tiền họ bây không giờ không đóng tiền họ cho người ta chuội cứ hiện nay hiện mai thôi, cô tính nói chạy đừng nói quá lời tôi cũng không tôi không muốn cô. Nói quá lời đâu bây giờ chơi họ là phải có tiền phải đóng chơi tiền họ cho người ta đàng hoàng hàng tháng nhưng chơi họ 2 tháng nay rồi một mình rút trước hàng trăm triệu mang về ăn tiêu xả láng xe lọ xe kia mà đến bây giờ tiền không đóng đã không có tiền rồi. Thì còn mua xe SH cho con trai xí diện mà xí diện vàng đeo xí diện kìa bán mẹ vàng đi để đó bán mẹ sao vàng đi bây giờ nó thế đấy bây giờ làm nào nó cứ đòi tôi bây giờ tôi đấy tôi chết dở sống dở sống dở gì bây giờ con cái bà bây giờ bà cũng biết dạy bà phải biết dạy con bà chứ bán mẹ đi mà giả mà đóng bán bao nhiêu mà tôi thu xếp thì tối nay tôi xin có chắc không có chắc không hay là này hay là lại văn vở gì cái mồm của chị chuyên văn vở nhưng mà tôi xin được bận thì thôi để tôi gọi điện cho các cháu này về toàn văn vở thôi đúng không hay là lại văn vở thôi tôi nó không tin tôi thì tối nay tôi nhờ toàn văn vở tôi không tin bà điện luôn đấy tối đi làm tôi không đi làm đi làm điện làm sao được mà bà vừa phải đấy nhá đây bà đừng có vớ vẩn tôi bảo đây nhá tôi bảo đây tôi lấy tiền họ tôi không nhá. Xin nhà bà nhá. Là, ai xin rồi, ai xin. Bà, nhá. Tôi ứng hai lần rồi, tôi không xin bà nhá. Người ta ứng hai lần, người ta bức xúc chứ. Bây giờ tôi bảo bà đóng tiền họ. Nay bà khất, mai bà khất. Tôi không xin bà nhá. Thôi bà, để cho cuối tháng này rồi tôi gọi điện cho tôi xin được rồi là tôi đóng. Con bà ấy, bà ấy. Đây, hiện tại bà ấy đang đóng suốt. Hai tháng nay rồi đóng suốt. Cháu ông không có đồng nào mua thuốc mua sữa này một lần là lấy hàng trăm triệu về ăn tiêu dùng tiền vàng nọ xe kia đến bây giờ không giả hai tháng tôi phải ý ứng rồi hộ rồi đến lần này lần thứ ba tôi tiền đâu tôi đóng khổ lắm để con khổ gì khổ ăn chơi hàng trăm triệu vàng tiêu dùng tiền ấy kìa bà hàng xóm bà cứ bênh nhau bà cứ bênh xóm này tôi ngứa tai lắm ngứa tai gì thấy lên vàng ngứa tai thì ngứa tai mẹ chỉ vàng đi mà đóng thật đóng mẹ đi chỉ vàng đi đóng mẹ vào bây giờ nói ra được thế nhá bà phải bình ký vào đây bà đòi tôi bây giờ tôi không có tiền tôi ký ra cho nó tôi đòi nợ nhẹ nhàng không phải ký cái gì cả nhẹ nhàng gì tôi vẫn nhẹ nhàng như bà thường cô bà ấy kiểu như là ăn chằn nhéo bữa ăn chằn nhéo bữa đấy là không được kiểu ăn chằn nhéo bữa ấy khất cái này thôi khất thì không khất thì giờ ra cái sạch là bà đỏ bà kia khất rồi như là bà ấy cứ làm loạn lên thôi bà không gọi điện được tí tôi gọi lúc nào cũng hiện là nay mai đồng bạc bà ấy làm hai tháng nay rồi tôi mấy tháng rồi hai tháng một hai tháng đâu tháng này tháng thứ ba tôi không có tiền tôi uống nữa tôi giờ vào tôi nói mấy ngày này nóng sốt bây giờ bà chắc chắn bây giờ như nào đây chắc chắn là bao giờ bà hứa hiện là bao giờ tối nay điện được thì là mai gọi điện cho cô về cô đến nhà thế là nếu mà mai không có thì sao mai không có thì sao tôi đến là tôi đến nhà bà tôi mang cái giấy sách về à thế giờ nhà tôi bà là gì bà người lớn mà phải nói chuẩn chứ người lớn ăn nói một lời thôi tiền rút rồi thôi. Là bây giờ xong rồi phải lo giảm người ta thôi bà nói nhẹ thôi để cháu nó đang nóng sốt đây là nó đang rút hàng trăm triệu về ăn chơi dùng tiền mua xe lọ xe kia vàng đeo đầy người mà bây giờ đến chân của người ta không thôi bà nói vừa rồi cháu tôi nó đang sốt nóng thôi nói chung là bây giờ là chốt lại là chắc chắn như thế ngày mai tình hình là ngày mai để xoay sở trả lại cho bà ấy mà ứng vào cho cái tháng 3 này nữa đâu mấy tháng chờ ứng thì sao đừng nữa không ai có tiền mà ứng đâu tối nay tôi điện tôi xin được là mai tôi điện đến thôi được rồi bây giờ tôi đi về đi bà đừng có chơi họ nữa tôi không bao giờ tôi cho bà chơi
lần sau lại chỉ duy nhất lần thôi chứ ai để hai lần lần này lần nữa. Tôi không bao giờ tôi cho bà vào chân chơi bỏ nữa đâu. Không cho chơi thì thôi, không cho chơi thì thôi, đi về đi. Không cho chơi nữa. Mà lên, gõ gà lên.